chào cả nhà đã đến với kênh Juno GP và Di xin nhà mạo gấu nha. Làm thế nào khi mà bạn bè chúng ta chơi đến chơi hoặc là bạn bè của ông xã chúng ta đến chơi mà chúng ta cần chuẩn bị mồi nhộng, chuẩn bị một món ăn mà đảm bảo vệ sinh, đảm bảo an toàn sức khỏe, đó chính là cách Di gợi ý ngày hôm nay nha. Chúng ta sẽ sử dụng nồi chiên không dầu và chúng ta làm món chân gà chiên không dầu tại gia, đảm bảo sức khỏe luôn nha và an toàn vệ sinh thực phẩm. Nếu chúng ta sử dụng nguồn chân gà sạch, bạn Di thường hay mua ở trong các siêu thị, ở chợ người ta cũng có bán. Một món nhậu, một món ăn vặt, một món ăn chơi cực kỳ hấp dẫn luôn. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu làm nha các bạn nha. Di đã chuẩn bị một chục cặp chân gà ở đây. Chân gà nha các bạn, chân gà đã rửa sạch và cắt móng, cắt mấy cái móng gà đi rồi. Và sau đây mình sẽ chuẩn bị gia vị ướp nha. Mình cho vào đây là một muỗng bột điều màu đỏ đó các bạn. Mình cho một chút nước vào để quậy tan cái màu điều này nha các bạn ơi. Tiếp theo bạn Di sẽ cho vào đây là 2-3 muỗng nước mắm nha. 1 muỗng, 2 muỗng, 3 muỗng nước mắm. Thêm 1 muỗng dầu hào. Dầu hào này nó sẽ làm cho chân gà nó nhìn nó bóng bẩy hơn đó các bạn, với lại màu nó cũng đẹp hơn. Và bạn Di thích ăn ngọt, bạn Di cho thêm vào 1 muỗng đường. Bỏ chục cặp chân gà vào, trộn đều lên. Mình ướp cái này khoảng nửa tiếng đến 1 tiếng các bạn nha. Mười phút tiếp theo đã xong nha. Bạn Di lôi gà, chân gà chiên ra. Wow, một màu đẹp chưa. Đẹp không ạ? Nó không được vàng như ngoài tiệm người ta làm, nhưng mà đảm bảo an toàn vệ sinh nha. Bây giờ bạn Di sẽ bày ra đĩa. Đã có một dĩa mồi nhậu ngon lành nha. Mời cả nhà ăn chân gà chiên không dầu nha. Bạn Di đã hoàn thành xong rồi đây. Ta-da! Mời cả nhà cùng ăn chân gà chiên với cái Di nha. Chân gà này Di đã chuẩn bị chế nước chấm. Nước chấm này là nước mắm tỏi ớt. Ngon lắm. Cái này mà bạn nào uống rượu hay uống bia thêm vô là tuyệt vời. Còn bạn Di thì bạn Di ăn không như vậy. Xin phép nha. Chân gà rất là giòn các bạn, mà nó vừa giòn nó vừa mềm, ngon lắm. Cái này đúng là một món mà mình nhậu được các bạn. Nhậu rất là ngon luôn. Nếu bạn nào rảnh rỗi thì có thể làm sử dụng nồi chiên không dầu để chuẩn bị một món nhậu trong xã ngon lành kinh đào như Di nha. Tuyệt vời. Bạn nào muốn ăn xin mời đến địa chỉ nhà Di, Di sẽ mời nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Di ngày hôm nay nha. Di xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Di chào nha.